Hi, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với buổi live stream của Tuấn ngày hôm nay. Thì hôm nay em cùng anh chị nhìn lại cái phiên giao dịch hôm nay, phiên giao dịch đầu tuần cũng như là phiên đưa vào chạy thử hệ thống mới. Thì phiên hôm nay là một phiên giao dịch rất nhiều cảm xúc đối với anh chị, khi mà cái biên độ giao dịch trong phiên được đánh giá tương đối lớn khi mà mở cửa ở vùng 1421 là đầu phiên, gần như là mở cửa là giá cao nhất trong phiên. Và sau đó có những lúc mà điều chỉnh sâu về mức vùng 1394, đâu đó hơn 30 điểm trong một phiên giao dịch, một biên độ tương đối lớn. Và sau đó cuối phiên thì có sự rút chân và hồi phục trở lại và cũng đóng cửa trên vùng 1410. Thì em đánh giá với lực hồi phục này thì cũng được coi là tương đối là tốt, vì hôm qua em có nói trong cái video nhận định tuần thì em có nói là thị trường thì hiện tại thứ nhất là đang hỗ trợ cái vùng ngắn ở vùng này, vùng 1410, và tiếp theo là vùng MA10 này, vùng 1400 đấy. Thì hôm nay thì lúc mà tâm lý hoảng loạn thì có lúc nó đã giảm thủng cái vùng này, nhưng mà sau đó thì cuối phiên đóng cửa như này thì đâu đó thì cần đợi một phiên ngày mai. Tuy phiên hôm nay thì hệ thống mới đã được cho vào chạy một cách khá là trơn tru, nhưng mà thanh khoản thì không được cải thiện một cách không được cái coi như là với kỳ vọng, thì nó không được gọi là ổn cho lắm. Khi mà phiên hôm nay giá trị giao dịch cũng như là thanh khoản không cả lớn bằng những cái phiên này, phiên trước đó khi mà sàn còn còn đang lỗi. Mà dòng tiền thì người ta nói là khi mà hệ thống hết lỗi thì dòng tiền nó quay trở lại khá lớn, ai cũng kỳ vọng như vậy. Mà thật ra thì hôm nay dòng tiền nó quay trở lại cũng khá là e dè, kể cả từ anh chị nhìn thấy những cái lực bán cũng không phải quá quá là mạnh. Và khi mà nó có một mức chiết khấu nhất định thì dòng tiền nó cũng quay trở lại, không phải là quá quá là mạnh mẽ. Hôm nay thì thanh khoản cũng ở mức trên trung bình, cũng có sự cải thiện rồi, nhưng mà chưa chưa đạt cái mức kỳ vọng lắm. Thì giá trị giao dịch hôm nay thì đâu đó rơi tầm 28.000 tỷ. Và hôm nay thì phiên mà VN-Index giảm, đóng cửa giảm hơn 9 điểm, đâu đó tương đương với 0,64%. Thì phiên hôm nay thì anh chị thấy nó cũng rất là phân hóa, khi mà cuối phiên thì có những cái cổ phiếu được mang tính là nhóm trụ thì nó đã có những cổ phiếu mà tự nhiên lại lăn ra sàn, ví dụ như VRE. Hay thì hôm nay có sự tích cực của hôm nay thì nhóm banh là nhóm tâm điểm, điểm sáng, có Techcombank là cổ phiếu lead dẫn sóng dòng ngân hàng trong phiên hôm nay, như Techcombank, sau đó đến ACB, xong rồi đến những cổ phiếu banh khác, sau đó nó hồi phục theo. Thì VN-Index hôm nay thì hiện tại thì với cái nến đóng nến này thì cần một phiên xác nhận ngày mai nữa để cho thấy rõ được cái xu hướng, tại vì có khi là mới mới phiên đầu hết lỗi thì tâm lý vẫn còn đang e dè, có thể là vẫn đang phiên đầu chạy, gọi là chạy lót đa, thì có thể là nhiều nhà đầu tư vẫn còn đang vẫn cẩn trọng xem là dòng tiền có vào nhiều không sau cái phiên chạy thử ngày hôm nay. Cũng có thể là nhiều công ty chứng khoán nó cũng chưa kịp bắt nó chưa kịp bắt nhịp được, khi mà hết lỗi thì lệnh nó vào lớn quá nó cũng chưa kịp, thì cứ đợi xem phiên ngày mai đã. Thì với VN30 ngày hôm nay, thanh khoản VN30 ngày hôm nay so với VN đấy là mạnh hơn rất là nhiều, đóng cửa một cây nến rút chân, biên độ hẹp, đóng cái thân hẹp, cây nến rút chân lên. Thì VN30 hôm nay thì thanh khoản cải thiện tương đối tốt, gần như là cao nhất vùng này. Thì khả năng ngày mai nếu muốn duy trì đà tăng, với lại hôm nay có cũng một điểm tương đối tích cực là phái sinh hôm nay đóng cửa lại là một tạo gáp tăng một cuối phiên, thể hiện phái sinh thì thường nó sẽ đi trước cái cơ sở, thì cũng là một điều tích cực. Thì cái tí nữa thì đến với cái phần nhận định phái sinh, thì thường trong các video của em thì sẽ có cái ba phần. Thứ nhất là em sẽ nhận định chung về thị trường, nó cũng như là review qua một số cổ phiếu tâm điểm cũng như là đưa ra một số cơ hội cho anh chị. Phần thứ hai là em sẽ giải đáp thắc mắc của anh chị nhà đầu tư cũng như là giải đáp thắc mắc của anh chị khách hàng trong Zoom. Và thứ ba thì đi đến nhận định phái sinh. Thì hôm nay thì anh chị nào có thắc mắc gì thì comment cho tí nữa, đến phần 2 thì em sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của anh chị. Ok. Thì với VN30 hôm nay thì nói chung là nó cũng đạt
về thanh khoản cũng như là về sức mạnh. Hôm nay thì nó thể thể hiện mạnh hơn VN-Index rất là nhiều. VN điều chỉnh thì nhìn anh chị nhìn trong biến động trong phiên này. Em bật vào đến 15 phút để anh chị thấy rõ này. Đây em sẽ xóa cái đường này đi. Thì mở phiên đây, mở phiên ra đây. Mở phiên đây thì tạo một cái gap tăng. Đấy, sau đó ngay tức điều chỉnh trở lại. Nó bán lần thứ nhất rất là mạnh, sau đó hồi phục trở lại. Xong tiếp tục qua phiên nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong, bán lần thứ hai để test xem cái lực lực bán xem còn có mạnh nữa không. Khi mà lực bán đã yếu dần đi thì nó hồi rút chân trở lại, bắt đầu hồi tăng trở lại. Thì ở cái nến 1 giờ này, anh chị thấy này, RSI tạo một cái phân kỳ. Thuần phân tích kỹ thuật thì đang tạo một cái phân kỳ về giá. Đấy. Đây thì em ấy này cho anh chị nhìn thấy rõ hơn. Đây. Tạo một cái phân kỳ về giá, anh chị thấy không? Ngay lập tức là có sự hồi phục trở lại hai cái phiên hai cây nến giảm vô rất lớn. Đấy. Và nó test xong cái lực bán. Thì ngày mai khi mà tạo hai đáy xong như này thì ngày mai là một phiên tương đối là quyết định. Hiện tại hỗ trợ vẫn là vùng 1.400, 1.395, 1.400. Và đây cũng là hỗ trợ ngắn. Đấy. Ngày mai nếu mà tốt thì VN-Index nên tạo một cái nến bật trở lại. Có thể là đầu phiên với cái áp lực giảm nó có thể quay lại test lại xong nó rút chân lên, nhưng nó phải đóng cửa trên một ít nhất trên 1.420. Thì index nó với thể sức mạnh tốt. Còn nếu nếu mà nó đóng cửa lại quay trở lại những cái vùng này đâu đó dưới 1.410 thì khả năng cao VN-Index nó sẽ phải quay lại test các vùng sâu hơn vùng 1.380, thậm chí là đến đường MA 1.375, 1.380, sâu hơn nữa có thể là đường MA 50 này, đâu đó 1.300, 1.300 đấy, 1.320. Thì anh chị chờ trong phiên ngày mai xem nó thể hiện nào. Mà ngày mai nếu tăng thì thanh khoản nó phải cải thiện ngay, tại vì khi mà bây giờ trong cái tháng 6 vừa rồi thì còn đang còn nghi ngờ và e dè dòng tiền nó không vào được vì vì là sàn lỗi, vì là các quỹ đang chốt nạp cũng như là các công ty chứng khoán thì chưa mở zoom margin. Thì đoạn này khi mà zoom margin đã mở thoải mái rồi cũng như là hệ thống nó chạy trơn tru rồi mà ngay lập tức ngày mai mà dòng tiền lại không vào, ít nhất nó phải lớn hơn phiên hôm nay cũng phải tương đối nhiều, đâu đó phải giao dịch 35, ít nhất phải trên 30.000 tỷ và nó phải đóng cửa trên 1.420 thì VN-Index nó với tiến đến các mốc cao hơn vùng 1.450, thậm chí 1.480. Đấy. 1.500. Thì mốc 1.450 thì em vẫn đang kỳ vọng và đang theo dõi xem nó có cũng kỳ vọng nó sẽ chinh phục được trong cái tuần này. Khi mà đầu tuần thì nó cũng có khi mà điều chỉnh thì cũng có lực hồi phục và lực bán thì nó cũng suy yếu. Nhưng mà anh chị nhìn trên cái nói chung về cái độ rộng thị trường ngày hôm nay nhá, anh chị nhìn thấy này. Dòng trụ này, ngay từ trong nhóm trụ này VN30 rất phân hóa này. Hôm nay này trong VN30 có tận đến 8 mã tăng mà những tận đến 22 mã giảm, một mã sàn là đối với VRE đấy. Còn VN30 cũng vậy, lực bán vẫn còn rất mạnh này, những đến 287 mã đỏ, 5 mã sàn. Thì trong khi đó mã đỏ nhiều gấp đôi mã xanh. 112 mã xanh mà đến hơn gấp đôi 1.287 mã đỏ, thì cho thấy cái sự e dè thận trọng còn khá là nhiều. Không những thế HNX cũng vậy, 158 mã đỏ và 61 mã xanh. Thì hôm nay trong nhóm trụ rất phân hóa khi mà Techcombank này, Techcombank điều chỉnh này, anh em quên quên Techcombank là cổ phiếu kéo chỉ số cũng như là dẫn dắt dòng banh ngày hôm nay. Khi mà Techcombank kéo tăng bắt đầu xác nhận thì bắt đầu có STB này, có TP Bank này, có VB này tăng theo. Và sau đó có ở chiều ngược lại thì phân hóa thì sao? Phân hóa thì VRE hôm nay cuối phiên thì có một tạo sàn. VGAT này cũng một lực bán mạnh vào cuối phiên, VIX thì phá phá gần như phá cái nền này. Hòa Phát này,
Vietcombank này, Tứ Trụ đấy, Vietcom này, Vic này, Vinhome này, và Hòa Phát. Thì hôm nay thì đến những ba con vốn hóa lớn đi giảm. Thì hôm nay thì Techcombank thì với cái đà tăng này và cái lợi nhuận thì nó đã vượt về vốn hóa với BID cũng như là với Vietcombank. Đấy, ngay trong nhóm trụ anh chị nhìn thấy rất phân loại. Và hôm qua thì em có nói là dòng chứng khoán thì tuần này thì gần như là không có điểm mua, mua rất là rủi ro. Thì hôm nay dòng chứng khoán gần như đã điều chỉnh hết, tại vì thường thì anh chị thấy là cái tuần trước kỳ vọng là HOSE sàn sàn hết lỗ thì dòng chứng khoán tăng rất là mạnh. Nhưng mà đoạn này khi mà sàn hết lỗ rồi thì gần như là cái kỳ vọng đấy nó gần như là hết. Với lại anh chị thấy thường đầu tháng thì sẽ có cái thống kê về cái số tài khoản chứng khoán mở mới, nhưng mà hôm nay thì lại rất là đợt này rất chậm. Bình thường thì đâu đó em nhớ vào đầu mùng 1 ngay mùng 2 đầu tháng là số tài khoản mở mới nó các của cá nhân ấy nó sẽ đăng lên rất là sớm để gần như là ra một cái thông tin tích cực đến thị trường. Nhưng mà đoạn này đến đến tận bây giờ là mùng 5 rồi mà các số cái số tài khoản chứng khoán mà mới thống kê thì kể cả lên VSD thì nó vẫn chưa cả update, thì có thể là một cái nghi vấn gì đấy, có thể là tài khoản chứng khoán nó bị sụt giảm, do đó là người ta chưa muốn update, hoặc là đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến ngay các công ty chứng khoán. Thì anh chị thấy là những đợt trước ấy, khi mà bắt đầu đầu tháng mà ra những cái thông tin về tài khoản chứng khoán mở mới trên 100.000 hay trăm đạt một cái thanh thanh khoản kỷ lục thì các cổ phiếu chứng khoán tăng rất là tốt. Nhưng mà đến đoạn này thì khi mà đến tận mùng 5 rồi mà cái thông tin này nó chưa được public thì có thể là có một cái nghi vấn gì đấy ở đây. Thì anh chị chờ đón xem là nó phản ứng thế nào nhé với dòng chứng khoán. Và hôm nay thì về chuyển động của các tổ chức lớn thì hôm nay thì nước ngoài bán dòng đâu đó hơn 91 tỷ, thì một lực bán cũng không phải quá lớn. Nhưng mà hôm nay thì tự doanh bán rất là lớn, bán hơn 500 tỷ, tập trung vào VBank này, Hòa Phát này, Techcom này, MB bán rất là mạnh, VRE nữa. Có thể cái lực bán này nó cũng làm ảnh hưởng đến cổ phiếu VRE vào cái cuối phiên. Hôm nay tự doanh trong một phiên điều chỉnh mà tự doanh lại bán rất mạnh, không không quay ra mua dòng. Điều đó thì cũng phải nên để ý trong thời gian sắp tới. Tại vì thường là tổ chức lớn thì tự doanh nó sẽ trong nước thì nó sẽ biết gần như là vậy, lại sắp ra báo cáo quý 2 rồi. Chuẩn bị gần như là các nhiều 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 công ty, nhiều tổ chức đã chuẩn bị có báo cáo rồi, dự phóng lợi nhuận rồi, mà tự nhiên tự doanh lại bán dòng mạnh như này chứng tỏ là đã có một cái vấn đề gì đấy, thì anh chị nên theo dõi trong cái thời gian sắp tới. Ok, thì em nói qua thị trường thì mức hỗ trợ VN-Index thì em nói rồi, thì anh chị lưu ý trong phiên ngày mai nhé. Bây giờ thì em sẽ đi sâu hơn và phân tích từng dòng cổ phiếu một. Thì trong cái video này thì em sẽ điểm qua đầu tiên sẽ là đến dòng banh, dòng mà tâm điểm ngày hôm nay. Đầu tiên để nhắc đến Techcombank. Techcombank là một cổ phiếu mà vận động tương đối tốt ở những cái phiên này. Khi mà nó bắt đầu bật trở lại thì em trong video hôm qua em có nói là nó đang tạo một cây nến khá lưỡng lự ở đây, thì ngày mai nếu mà nó vào vôn lớn như này thì nếu mà thể hiện đúng sức mạnh nó thì ngày mai nó phải bật lại luôn. Thì hôm nay Techcombank gần như là làm một cây gần trần, còn không phải một like nữa trần thôi, với thanh khoản kỷ lục luôn hơn là 50 triệu, với cái tin lợi nhuận cũng như là Techcombank cũng là một cổ phiếu mà cái tỷ lệ CASA của nó rất là lớn, tốt nhất trong các cổ phiếu dòng ngân hàng. Thì Techcombank thì đoạn này target lên được vùng tiếp theo là vùng 62, 66, 64 đối với Techcom. Thì Techcom thì anh chị có thì đương nhiên là nắm giữ rồi. À, với Techcom thì hôm nay nó có thêm một cái tin tức là nó sẽ chia cổ tức đâu đó 50% và IPO TCBS có. Đấy là tin đồn thôi, thì cái này thì cũng có thể là nó đóng góp vào và cái đà tăng này, thì anh chị cứ theo dõi xem nhé. Đương nhiên là hôm nay là một phiên Techcombank thì em đã điểm ở những cái điểm dưới này rồi, vượt 55 là điểm mua gia tăng, thì anh chị có thì đương nhiên là nắm giữ rồi đối với Techcom.
Tiếp theo hôm nay là một cổ phiếu tương đối mạnh là ACB. ACB là một cổ phiếu điểm khá nhiều anh chị rồi, thì em có nói là khi đoạn này chỉnh lại đâu đó test lại quanh 35 36 này thì anh chị có thể tham gia. Thì hôm nay nó bật bật trở lại rồi, vượt đỉnh rồi. Thì ACB thì target tiếp theo là vùng 40 42 thì anh chị có tiếp tục nắm giữ nhé đối với cổ phiếu banh này. Tiếp theo là STB. STB này hôm nay cũng quay trở lại khi mà dòng tiền bắt đầu lan tỏa từ Techcombank, nó lan tỏa sang các cổ phiếu banh khác, đến đầu tiên là đến ACB này, sau đó đến một số kiểu STB trong TVBank này đấy. Thì STB hôm nay cũng tăng bật tăng trở lại. Thì target tiếp theo trước mắt là vùng đỉnh cũ này, vùng 33 33.8 này, 34 này. Thì STB nó có một cái nền tích lũy ở đây. Đây. Đúng hơn đây. Một cái nền tích lũy ở đây tương đối chặt. Vôn thì cạn, đoạn tích lũy này vôn cạn. Thì STB này nó sẽ lên đây. Thì nó sẽ hoàn thiện cái mô hình cốc tay cầm ở đây. Có thể là nó lên đây nếu vượt đỉnh thì cũng rất tốt, không thì nó sẽ lên đây, nó sẽ tạo một cái tay cầm ở đây đấy. Nó sẽ tạo một cái tay cầm nhỏ ở đây. Với anh chị nào đã có STB rồi thì vượt vùng 30 34 thì anh chị gia tăng nhé. Target là vùng 38 40 đối với STB. CTG này. CTG thì mùng 7 tới là chưa cổ tức, thì có thể là với cái tin cổ tức này đã ra rồi và lợi nhuận của CTG thì nó ra thì nó không được theo kỳ vọng của nhà đầu tư lắm, thì lợi nhuận kỳ vọng là 8.000 nhưng mà ra là 5.000. Tại vì CTG thì nó trích lập dự phòng cho thì nó sẽ tốt về nợ để thích hợp dự phòng ấy, thì nó sẽ tốt cho cái dài hạn của nó hơn. Thì thỉnh thoảng mới nó sẽ đi theo kiểu Vietcombank ấy, thì trích lập thỉnh thoảng nó mang ra book lợi nhuận thì nó sẽ tốt cho doanh nghiệp hơn. Thì CTG thì đoạn này thì nó chỉ quay lại test lại thôi, nó vẫn giữ được cái chân tăng của nó, nên là anh chị nào có thì vẫn tiếp tục nắm giữ được. Bao giờ thủng đóng cửa thủng hẳn 52 này thì anh chị nên bán. Thì nếu mà thủng 52 này thì nó sẽ mất thời gian nó quay lại hơn để tích lũy lại, xong bắt đầu nó mở chân tăng trở lại. Thì CTG thì anh chị cứ theo dõi nhá. Thì nếu mà ngày mai mà nó đóng cửa mà thủng 52 thì anh chị bán hết. VB là một cổ phiếu mạnh. VB mình sau sau cái phiên sau cái thông tin mà ra chưa cổ tức có 80% đấy. Và nó cũng là một cổ phiếu banh điều chỉnh nó bật trở lại khi mà nó đây, phiên đấy này xác nhận vượt đỉnh đây. Đây là điểm mua gia tăng thì hôm nay VB thì nó tiếp tục duy trì đa tăng đấy, thì đoạn này thì target của VB phải lên ở vùng 76 80. Thì anh chị có thì tiếp tục nắm giữ thôi. Còn mua mới thì nó qua điểm mua rồi, đoạn này mua thì khá là khó. TVBank. Đây hôm nay em bật vượt đỉnh đây, thì em có nói hôm qua em, trong livestream có điểm là TVBank nếu vượt 39 anh chị có thể mua đây, hôm nay điểm mua nhá. Đối với TV để mua vượt đỉnh. HDBank. Tiếp tục duy trì đà tăng thôi. Chưa có gì cả, target là vùng 40. Tiếp theo LB. LB thì đoạn này nó test lại với thanh khoản thì nó đang cạn cạn kiệt, thì nó duy trì một mặt bằng vôn mới ở đây. Thì với LB thì anh chị nào có thể đợi nó vượt ở vùng LB thì em bảo là nó bật vượt 31 thì anh chị mới tham gia. Thì anh chị có thể đợi ngày mai nếu nó bật vượt 31 thì anh chị có thể tham gia vượt vùng 34 anh chị gia tăng. Đấy, đấy là LB. Thì hiện tại thì trong banh thì còn LB thôi và MB Bank nữa là hai cổ phiếu có thể để ý trong phiên ngày mai. LB thì hôm qua em có nói là ít nhất nó phải đi ít nhất tích lũy đây trong một hai phiên nữa thì anh chị có thể canh mua được.
MB thì đến ngày đâu đó em nhớ không nhầm là ngày 17 à 16 17 gì đấy sẽ cũng chia cổ tức 35%. Thì MB cũng là cổ phiếu mà nó vượt đỉnh trong banh nhá, và nó là lead cái giai đoạn vừa rồi. Thì đoạn này thì nó MB thì vốn tính nó hơi ì. Thì đoạn này nó tích lũy thêm ở đây nữa, thêm ngày mai nữa là đâu đó là được 1 tuần rồi. Nó tạo cái nền dốc lên này. Thì ngày mai anh chị có thể canh khi mà nó quay lại test cái đường MA10 một lần nữa thì có thể quanh đâu đó 42 42.5 43 thì có thể đâu đó mở vị thế thăm dò được, và vượt vượt 44 thì gia tăng. Target thì em nói rồi, target là vùng 4 46 50 đối với MB. MB cũng là cổ phiếu nên để ý trong phiên ngày mai nhé. Ok, thì dòng banh thì có một vài cổ phiếu đấy. Còn một số banh nhỏ khác thì có An Bình này. Nó đang tạo một cái nền dốc lên. An Bình thì đoạn này thì hôm nay là phiên điểm mua, nó bật đây thì phiên điểm mua thì vượt vùng 20 20 26 thì anh chị có thể mua gia tăng được. An Bình thì nói chung là cổ phiếu banh nhỏ này thì anh chị phù hợp với anh chị là tài khoản size nhỏ thôi, mua An Bình được. Hôm nay BVB cũng bật lại. Đấy là phiên điểm mua của BVB, thì nếu vượt vùng 26 năm thì anh chị có thể mua gia tăng được. Ok, thì tiếp theo thì sẽ đến với một dòng cổ phiếu tiếp theo cũng tương đối mạnh ngày hôm nay, đó là dòng đó là các cổ phiếu bán lẻ. Bán lẻ hôm nay thì vận động khá là tốt. Đầu tiên là phải nhắc đến MWG. MWG là một cổ phiếu mà hôm qua em có phân tích khá là kỹ cho anh chị, khi mà thật cái MWG thì ban lãnh đạo thì khi mà bắt đầu thế giới động, chuỗi bán điện thoại bắt đầu nó có xu hướng là nó bị bão hòa cũng như là bách hóa xanh, thì thế giới động mở ra cái chuỗi là điện máy xanh thì mở ra chuỗi bách hóa xanh, thì đúng cái giai đoạn vừa rồi thì giai đoạn dịch nên mà thành phố Hồ Chí Minh thì đóng cửa hầu như hết các chợ đầu mối, thì bách hóa xanh gần như đoạn này là gần như là chợ đầu mối của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh mà bị cách ly. Mà MWG thì đang mở cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối nhiều. Thì em có nói cái chi tiết là cái lợi nhuận trên một cửa hàng của MWG thì gần như là đến cái tháng vừa rồi là gần như là đã điểm hòa vốn, gần như đã hòa vốn rồi, có lỗ ít thôi. Thì có thể kỳ vọng những cái tháng tới thì nó sẽ có lãi, thì cũng khá là một cái hưởng lợi, nên là bởi vậy thì em có nói là hôm qua thì có thể là target là vùng mà lên 170 180 cơ. Thì hôm nay nó tạo một gap tăng. Thì mà bây giờ thì với thuần kỹ thuật thôi, nó tạo một cái phiên bật mà vượt vượt ra giải Bollinger Band như này thì thường nó ít nhất ngày mai nó sẽ đi ngang đâu đó 1 2 phiên, sau đó chỉnh về lớp gap, sau đó mới lên đợi lại tiếp. Thì anh chị có thể canh những cái điểm mà nó quay lại lớp gap đâu đó vùng 55 56 để có thể mua được. Những điểm mua này thì sẽ phù hợp với anh chị nào thích trading ngắn và kỹ năng trading tốt nhé. Các bác ở những vùng này thì các ghét là vùng 170 180 đối với MWG. Tiếp theo là FPT. Hôm nay cũng tạo một gap tăng, sau đó thì quay lại lớp gap và cuối phiên thì có sự hồi phục rút chân lại. FPT đoạn này có thể tăng kỳ vọng lên ở vùng 100. Thì anh chị có thì cứ nắm giữ thôi, FPT vẫn thể hiện sức mạnh tốt. Hôm nay nữa là BNG thì hôm nay thì cũng tạo gap tăng sau đó bị áp lực bán trở lại. Thì BNG thì em có nói rồi, nó yếu hơn bên này, nó khó kỳ vọng hơn với hai cổ phiếu kia. Thì anh chị nào muốn kỹ hơn thì xem lại video hôm qua, thì em phân tích khá kỹ về các cổ phiếu dòng bán lẻ đấy. Tiếp theo là hôm nay có FRT nữa.
trong cái nhóm này, một bật Trần hôm nay còn dư Trần. Thì SRT hôm nay là phiên điểm mua, thì target tiếp theo là vùng ở đây, vùng của vùng 32 này đối với SRT. Điểm mua đây 3C. OK, thì tiếp theo thì sau dòng bán lẻ thì em sẽ nói cổ phiếu tiếp theo. Hôm nay dòng cảng biển cũng tương đối tích cực. Đầu tiên là phải nói đến HAH. HAH là một cổ phiếu mà em có điểm cho anh chị khi mà nó tạo một cái nền ở đây, thì em có nói rồi, giá vận tải và logistics nó vẫn đang tăng. Và gần như là cao nhất từ trước đến giờ. Thì sau khi mà tạo một cái nền đâu đó 3 tuần ở đây. Hơn 2 tuần một chút, tạo một cái nền hơn 2 tuần đây thì nó có phiên bật dứt khoát vượt cái vùng sideways này, vùng tích lũy này. Thì đây phiên điểm mua thì em có nói là HAH có thể kỳ vọng lên vùng 36 40. Thì anh chị có thể lên những vùng này, anh chị hạ dần tỷ trọng, chốt lời dần nhá. GMD hôm nay cũng thể hiện sức mạnh tương đối tốt khi mà trong phiên, khi mà thị trường điều chỉnh mà nó vẫn giữ ở giá xanh, nhưng mà cuối phiên này lại có một cái áp lực bán mạnh ở trong phiên, và áp lực bán mạnh quay lại luôn giá 44.5 tạo một cái nến lưỡng lự. Thì với phiên hôm nay vốn cũng tương đối lớn, thì đợi phiên ngày mai là phiên hàng lớn này về thì GMD mà nó bật lại được thì tương đối tốt, không thì nó sẽ quay lại test lại cái nền này. Thì khả năng cao thì nó sẽ phải đi ở đây thêm, nếu mà quay lại test cái nền này thì khả năng đây phải đi tiếp ở đây thêm ít nhất một tuần nữa thì nó mới bật được. Nói chung là GMD thì phiên ngày mai là phiên tương đối quyết định về sức mạnh của nó. Thì target của GMD vẫn là vùng 48-50 đối với cổ phiếu này. VSC này, VSC là một cổ phiếu mà em có điểm cho anh chị ngày hôm qua, cổ phiếu có thể lưu ý được. Thì hôm nay thì nó vẫn đi ngang đây thôi, thì vẫn anh chị vẫn có thể mua nhá. Vượt vùng 61 thì mua gia tăng. VSC thì thanh khoản nó hơi thấp nên là phù hợp với anh chị làm tài khoản size nhỏ hơn. Trong cảng biển thì còn mỗi VSC thôi. DVB thì sự thì nó hơi yếu hơn. SGB nè, SGB đoạn này đang tích lũy lại, đoạn này ít nhất SGB phải đâu đó phải đi tích lũy ở đây tầm 2-3 phiên nữa thì mới kênh tham gia được. Và cuối phiên hôm nay thì một số cổ phiếu dòng bất động sản cũng thể hiện nó phân hóa, có bất động sản hôm nay có NTL, Nhà Từ Liêm đã vượt khỏi cái vùng 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 này rồi, vượt 28 rồi. Thì em có nói là Nhà Từ Liêm mà vượt 28 là điểm mua nhá. Thì target tiếp theo của Nhà Từ Liêm là vùng 30 này, 32 đối với cổ phiếu này. Anh chị nào có thì đương nhiên tiếp tục nắm giữ thôi. Còn mua mới thì nếu ngày mai đâu đó nó quay lại test lại vùng 278 này, đâu đó nó lắc lại thì anh chị chủ động thôi. Cái này thì điểm mua này thì anh chị chủ động thôi. Tại vì điểm mua chuẩn là vì điểm mua phiên hôm nay cơ. Thì anh chị mua sau thì chấp nhận rủi ro, thì có thể ngày mai nếu nó lắc xuống thì anh chị có thể canh mua được. Nếu ai với ai chấp nhận rủi ro. Hôm nay thì Vinhome cũng là một cổ phiếu trong bất động sản tương đối mạnh khi mà test lại MA10 này xong rút chân trở lại, và nó là cái cổ phiếu cũng như là kéo lại cái đà tăng của thị trường không giảm quá mạnh ngày hôm nay đấy. Khi mà index hôm nay giảm 9 điểm, nếu mà không có Vinhome rút chân ngày hôm nay đóng cửa xanh thì có thể là VN-Index hôm nay phải giảm đến hơn 10 điểm, phải tầm 12, tầm 11, 12 điểm. Hôm nay Vingroup cũng đóng góp khá lớn trong cái tiếp theo BDR. Bây giờ thì đang tạo một cái nền tích lũy ở đây một tuần rồi. Thì BDR thì đoạn này thì nếu anh chị là chấp nhận rủi ro thì có thể đoạn này nó hơi cao. Thì target em có nói là vùng 100-105. Thì đoạn này thì nó đâu đó tích lũy thêm một vài phiên nữa thì có thể thăm dò được. Còn nếu nó bật luôn hôm mai mà vượt vùng 97 thì anh chị có thể mua mới được, nhưng mà điểm mua này, điểm mua nền ngắn thì cái điểm mua chỉ là T cộng thôi.
về T cộng 3, T cộng 5 là mình bán rồi. Tại vì nền ngắn thì lúc mà nó tăng thì nó lúc mà nếu mà nó tăng vào đoạn tăng tốc và tăng mạnh thì lúc nó rũ nó cũng điều chỉnh rất là mạnh. Nên là để ý thôi em. Novaland thì em nói rồi, sau sau cái phiên giảm hai phiên vô lớn này gần như là nó đang muốn phân phối rồi thì Novaland có thể quay lại test những đường MA20 này, xa hơn là cái nền cũ này. Nói chung là anh chị nào có Novaland thì hôm nay nó một tay đến nổi nên bán. CTR cũng tương đối tốt. Thế là thì em có bảo rồi, nếu mà nó vượt vùng 70 75.5 thì anh chị có thể canh mua mới rồi nhá. Hoặc là đợi nó nếu mà nó đi thêm nền đây tầm 2 3 phiên nữa thì cũng để canh mua thăm dò trước được. Nếu mà bỏ cái phần đi thì anh chị thấy nó tương đối giống Techcombank. Đây, cũng tạo một cái nền dốc lên này. Nhưng mà nền dốc lên nó ngắn hơn, xong nó chỉnh rũ lại này. Đấy, xong nó bật lại. Thì CTR đoạn này mô hình của nó cũng đang giống nhưng mà nó yếu hơn thôi. Tại vì đoạn Techcombank đoạn đấy là nó gần đỉnh, còn còn CTR nó xa đỉnh hơn nên đoạn này kỳ vọng nó của Techcombank vượt đỉnh nó sẽ đi xa hơn. Thì nó em nói rồi, cổ phiếu mạnh nó như nào? Cổ mạnh là cổ phiếu ở sau mỗi đợt điều chỉnh nó giảm từ đỉnh ít hơn so với thị trường. Và thường một cổ phiếu mà nó vẫn duy trì sức mạnh cũng như là nó quay lại nhanh hơn thì nó chỉ nên giảm từ đỉnh đâu đó dưới 8% thôi. Thì khi mà nó quay lại là tăng của nó rất là nhanh. Còn cổ phiếu nó giảm quá 8% thì nó cần đâu đó ít nhất phải tầm 2 đến tầm 1 1 tháng, 2 tuần đến một hơn 2 tuần, tầm 1 tháng nó bắt đầu quay lại được cái đà tăng đấy. Ok, tiếp theo thì em sẽ nói qua một chút về các cổ phiếu dòng chứng khoán. Thì chứng khoán thì trong cái đầu đầu video thì em có nói là các tài khoản chứng khoán thì nó chưa được update, có thể là nó sẽ sụt giảm thì nó ảnh hưởng các cổ phiếu chứng khoán hôm nay điều chỉnh. Thì trong cái video đầu tuần em cũng có nói là các cổ phiếu chứng khoán thì gần như tất cả các cổ phiếu đều đã qua điểm mua rồi. Nên là đoạn này mua lại tương đối khó, và đoạn này nó tạo nền ngắn xong nó bật tăng tốc này. Thì đoạn này khi mà anh chị mua trở lại tương đối khó, nên là nói chung là chứng khoán thì có VCI hôm nay thể hiện sức mạnh tốt. Bắt đầu nó VDS nữa. Ủa, xanh đấy. Vì chỉ sức mạnh tốt. Còn lại hầu như các cổ phiếu chứng khoán đều điều chỉnh. Và trong phiên hôm nay còn có những lúc điều chỉnh khá là sâu. Đâu đó thậm chí đến 4-5%. Thì các cổ phiếu chứng khoán thì nói chung là anh chị nào có thì cứ nắm giữ thôi. Còn nói để mua mới thì đoạn này nó khá là rủi ro nên là em sẽ không điểm đâu. Nên là anh chị nào muốn mua kiểu chết đinh ngắn hay cái gì đấy thì nên chủ động thôi, chứ còn thật sự thì các cổ phiếu chứng khoán đoạn này mua nó rất là khó. Nó tạo nên nó tăng như này rồi thì rất là khó để anh chị tham gia. Nói chung là các cổ phiếu chứng khoán thì tạm theo dõi thôi, anh chị có thì nắm giữ thôi, còn mua mới thì tạm thời không nên. Tiếp theo là một số cổ phiếu dòng thép. Thì đầu tiên là Hòa Phát. Hòa Phát thì hôm nay có một cây nến cũng tương đối xấu. Thì ngày mai với Hòa Phát là phiên hàng lớn này về mà nó không bật trở lại được thì khả năng cao là Hòa Phát nó sẽ phải lại quay về những cái mốc đâu đó 49 này, 49 năm 50 này. Đấy, 49 50 này, tích lũy lại tiếp xong đó mới tăng trở lại được. Thì đoạn này thì có khá nhiều thông tin nó hơi tiêu cực một chút đến với các cổ phiếu thép, thì khi mà giá thép đoạn này giảm nó đang vào pha điều chỉnh. Nhưng mà thật sự thì nói về cái tầm nhìn xa hơn một chút thì thật sự thì về cái cung của các cổ phiếu cung 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 ra thị trường ấy thì thật sự là vẫn chưa đủ cái nhu cầu của thị trường. Khi mà đoạn này thì sắp tới sẽ đầu tư công thì cũng cần đến thép xây dựng khá là nhiều. Các nước mà đặc biệt là Trung Quốc thì lại giảm sản lượng sản xuất thép. Vì nó sản xuất thép thì nó rất ảnh hưởng đến môi trường nên là Trung Quốc giảm sản lượng rất là mạnh. Thì thật sự thì cung nó đã thiếu rồi.
Đây là giá thép nó điều chỉnh này là do cái chính sách của chính phủ người ta điều tiết thôi. Còn thật sự thì trong thực tế thì giá thép đang các nguyên liệu thép ấy nó vẫn đang đang khá là thiếu. Nên là nói chung là các cổ phiếu thép thì nó sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn thôi. Và một số cổ phiếu thép nhỏ thì đang thể hiện sức mạnh tốt hơn. Hoa Sen thì đang tích lũy tại đỉnh, tạo mô hình VCB. Mạnh thì có đợt này có Nam Kim này. Hoa Sen thì nó thiên về tôn hơn, tôn thì vẫn có thể. Đây, Nam Kim mà. Đã thể hiện sức mạnh tốt hơn. SMC này. Đấy, SMC thì em có nói rồi, vượt đỉnh thì anh chị có thể mua thôi. Đang thể hiện sức mạnh tương đối tốt. Target tiếp theo là vùng 45. Đối với SMC. TLH. Đây, cũng đang bật lại. Các cổ phiếu thép nhỏ đoạn này thì đang thể hiện sức mạnh tốt hơn các cổ phiếu thép lớn như là Phát, Hoa Sen. Thì anh chị phải theo dõi nhé. Ok. Thì hầu như các dòng cổ phiếu thì em cũng điểm qua rồi. Thì bây giờ sẽ trước khi đến với phần 2 của cái video này thì anh chị nào 5 phút dành cho quảng cáo. Anh chị nào mới đến với kênh của em mà theo dõi thấy kênh có nhiều thông tin hữu ích cũng như là muốn nhận video sớm nhất thì anh chị có thể tắt cái tab trò chuyện đi, ấn vào cái nút đăng ký kênh. Nếu mà anh chị nào đăng ký rồi thì nó hiện màu xám. Còn anh chị nào chưa đăng ký thì hiện màu đỏ thì anh chị ấn vào nút đăng ký xong nó hiện ra hình quả chuông ấy. Thì anh chị ấn vào đây thì khi nào em livestream thì nó sẽ gửi thông báo đến anh chị. Còn anh chị nào thấy video hữu ích và cũng theo dõi em lâu rồi thì có thể cho em xin một cái chia sẻ để lan tỏa cái video này đến nhiều anh chị nhà đầu tư hơn, biết đâu giúp ích cho cộng đồng đầu tư của mình. Với lại thì anh chị có thắc mắc gì thì cứ cứ comment nhá. Thì có gì đến tiếp theo cái phần 2 này thì em sẽ giải đáp hết thắc mắc của anh chị. Không những cơ sở phái sinh thì anh chị có thể comment trước cũng được. Ok, thì tiếp theo thì em sẽ đến với phần 2. Phần 2 của cái video này nhá, giải đáp thắc mắc của anh chị. Chị Thanh có hỏi GEX và EZC à? GEX à? GEX thì hôm nay thì đúng là hàng của anh Tuấn Mược thì đánh tương đối khó chịu khi hôm nay nó rũ đầu phiên này, sau đó rút chân lên bật. Thì GEX thì đoạn này nếu mà nói về thuật kỹ thuật thì nó tạo một nền tương đối tốt ở đây. Và phiên hôm nay bật lại là phiên điểm mua của GEX. Thì nó cần một phiên ngày mai nữa. Bollinger Band đoạn này hơi co hẹp lại, nó đang co hẹp lại. Thì nó đang xu hướng nó sideways thì phiên ngày mai lại bật để nó mở mở cái band này ra. Và cách thì trước mắt target là vùng 25, hôm nay phiên điểm mua target trước mắt là vùng 25. Xa hơn là vùng 28 30. Đối với cổ phiếu này. Thì nói chung là chị nếu mà chị mua những điểm dưới này thì canh các vùng trên chốt lời, còn nếu mà mới mua hôm nay thì đợi hàng về rồi tính target. Thì nói chung là vượt vùng 25 thì chị có thể gia tăng được nhé. Tiếp theo EZC cũng cùng họ nhà anh Tuấn Mượt. EZC thì đánh khá là khó chịu khi mà một phiên sàn này sau đó lại một phiên tăng tăng trần đây, xong bắt đầu lại đạp xuống về giảm này thủng luôn về em chuẩn bị test MA 50 này. Nói chung là cổ phiếu họ nói chung là họ nhà anh Tuấn Mượt thì liên quan đến anh Tuấn Mượt thì đánh khá khó chịu kể IDC không ạ? Anh chị nhìn đấy, đấy, đánh rất khó chịu luôn. Đây là các cổ phiếu này thì em nghĩ là với anh chị nào là mới tham gia thị trường thì không nên hạn chế tham gia các cổ phiếu này, tại vì kỹ năng mình chưa tốt ấy, thì chưa nên tham gia các cổ phiếu mà đánh nó khó khó đánh. Theo thì chị Hường có hỏi về SHB và OCB à? Vâng. SHB thì hôm nay là phiên bật lại thôi, đóng cửa cao nhất phiên. Thì hôm nay là phiên điểm mua của SHB, target tiếp theo là vùng 33 này.
36, nếu vượt 33 thì có thể lên ở vùng 38 40. Đấy, đối với SHB. OCB hôm nay thì em thấy là dòng cũng là cổ phiếu nên theo dõi thời đoạn này, nó tích lũy khá tốt ở vùng đỉnh này. OCB thì hôm nay nó bật trở lại thì có thể mua thăm dò được. Mai nó vượt vùng 30 32.5 thì anh chị có thể mua gia tăng đối với OCB nhé. Target là vùng 35 38 đối với cổ phiếu này. OCB cũng là một cổ phiếu tương đối mạnh trong giai đoạn vừa rồi, có thể theo dõi được trong phiên ngày mai. Ok, anh Hoàng có hỏi về GVR và KBC. Thì GVR, nói chung là GVR thì đang vận động tương đối chặt chẽ ở vùng này, khả năng cao nó sẽ tích lũy thêm ở đây, sau đó mới tăng tiếp. Thì GVR em nói rồi, target vùng 38 40. Thế để canh vùng đó để chốt lời GVR. Thì đoạn này hôm nay GVR tăng trở lại thì cũng kéo được chỉ số, cũng đỡ giảm mạnh trong ngày hôm nay, phiên hôm nay. Tiếp theo là KBC. KBC thì sau cái phiên bật này không thành công thì một cái đến cuộc đầu thì hôm nay nó quay lại test lại cái nền này thôi, chưa có gì cả. Đây nó tạo một cái nền khá là dài đây. Nói chung là KBC thì nếu anh chị nào có thì thủng vùng 37.5 thì bán hết giúp em. Nói chung vẫn giữ được nhá, thủng 37.5 bán hết nhá. Chị Linh có hỏi về các cổ phiếu dòng dầu khí à? Thì dầu khí em nói rồi, dầu khí đoạn rồi giá dầu tăng nhưng mà dòng dầu khí lại giảm. BR này là cổ phiếu nhạy giá dầu nhất, thì em có bảo là anh chị theo dõi thì nó lại điều chỉnh thủng. Em ơi, hôm nay BR là bán nhá, thủng đây em bảo là thủng một đường MA20 này, đâu đó thủng 20 năm là bán hết. BVS cũng vậy này, BVT này, đấy. Nói chung dầu khí hôm nay vận động tương đối xấu là điểm, nói chung là nên bán rồi. Gas hôm nay thì cuối phiên có một áp lực bán mạnh làm một cây nến khá khó chịu. Nói chung là còn gas thì nó có thể quay lại test MA20 thôi, còn hầu như các cổ phiếu dầu khí khác thì yếu rồi. Nói chung là gas thì ngày mai em nghĩ là nếu mà thủng, anh chỉ là ví dụ mua những cái nền này mà thủng MA20 đâu đó thủng 90 nên bán hết đối với gas. Nói chung là cổ phiếu dầu khí nó đang suy yếu, tại vì em nói rồi, dầu khí thì nói chung hạn chế thôi, tại vì kết quả kinh doanh nó không tốt, nhưng mà giá dầu tăng thì có thể kỳ vọng đánh những nhịp ngắn thôi. Còn cổ phiếu này thì em lúc nào cũng là cổ phiếu em nhắc anh chị là nên cẩn trọng. Tại vì sao? Tại vì giá dầu thì nó biến động hàng ngày, còn cổ phiếu chúng ta mua thì đến tận T3 thì mới bán được cơ, nên là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ok. Thì nếu anh chị nào không còn anh chị nào có câu hỏi nào nữa thì em sẽ chuyển sang phần 3 nhé, là nhận định về phái sinh. Anh chị nào xem sau thì có thể cứ comment nhé, nếu mà em tí nữa em giải đáp, em quay hết phần 3 thì em có thể quay lại giải đáp anh chị, còn nếu không kịp thì em sẽ trả lời comment anh chị, nên anh chị cứ comment nhé, comment ở cái phần bên dưới comment đấy, đừng comment trực tiếp ở đây thì nó sẽ bị trôi mất. Anh chị comment ở cái phần bên dưới ấy, đừng comment vào cái phần trực tiếp này thì nó sẽ bị hết cái video, nó sẽ bị mất. Ok, thì tiếp theo đến phái sinh. Phái sinh hôm nay thì cũng một phiên biến động nhiều cảm xúc, và nói chung là gần như là phiên hôm nay cũng là phiên, nếu mà đúng là nó rũ thì gần như là rũ hết những anh chị nào tâm lý yếu, cũng như là đây, phái sinh hôm nay nước ngoài có tiếp tục quay lại mua dòng đâu đó hơn 500 hợp đồng, 500 đâu đó gần 500 đồng, và đóng cửa hôm nay là đóng cửa cao nhất phiên. Đây, nhìn vào đồ thị của phái sinh hôm nay thì anh chị thấy được cái sự khốc liệt của nó. Em bật cái đến 15 phút xem cho nó rõ. Thì hôm qua em có nói rồi, phái sinh nó đang tạo nền đây đúng không ạ?
đây, nó đang tạo nền đây, thì sáng nay nó có tạo cái gap, sau đó về nó lấp. Thì trong cái video hôm qua em cũng bảo là thứ nhất là nếu nó thủng đây thì có thể về các vùng cân bằng hơn thì anh chị có thể canh short, thì em bảo là nó sẽ phải về lấp gap vùng này tại vì hôm trước nó chưa lấp, sau đó nó sẽ tích lũy lại nó đi lên, thì hôm nay nó quay lại nó lấp gap xong bắt đầu nó lên xong nó tạo hai đáy đây, tạo hai đáy đây, tạo đúng phân kỳ luôn, phân kỳ tăng giá luôn đây, tạo hai đáy đây xong bắt đầu đi lên. Đấy, sau thấp hơn đáy trước ấy. Nó vượt đỉnh luôn. Thì bảo nếu nó vượt vùng này thì anh chị có thể long mà. Đây vùng 57 này đấy. Hôm qua 57 đây. Đấy, thì anh chị có thể canh long. Tại vì hôm nay tạo gap nên là không không nó xong nó quay lại lấp. Thì lấp đây, đấy. Đây chị đoạn này này, trong 1 đến 15 phút mà nó biến động từ 1.533. Mà đây nó giảm từ 44 về 333 đâu đó 10 điểm, sau đó rút chân phát từ 34 về 40 hồi lại 6 điểm luôn đấy, và cuối cùng cuối phiên đóng cửa cao nhất phiên. Gần như là hôm nay anh chị nào mà short ở những cái điểm dưới này, short đuổi thì gần như là mất tương đối nhiều nếu mà không cắt lỗ kịp. Thì kịch bản của phái sinh ngày mai như nào? Thứ nhất là phải đợi vào tối nay xem mà thế giới nó vận động nào. Nếu mà thế giới tối nay tích cực thì có thể là mai sẽ tạo một gap tăng nhẹ lên vùng 570 này, hoặc là hơn 70 tí. Nếu mà nó quay lại nó giảm ngay, nó giảm ngay như này. Đấy, quay lại giảm ngay này. Nó về lớp web, thứ nhất về lớp web có thể quay lại test lại nền này xong bắt đầu nó bật lên. Đây kịch bản thứ nhất đây. Quay lại nhá, test đây. Thì anh chị canh ở những cái vùng này, đây vùng này đâu đó vùng đây để canh thăm dò loang dần. Còn thứ hai là nó tạo một gap lên này, nếu đem nói tối nay tích cực nhá thì nó sẽ đi ngang đây, thì sẽ canh nếu mà nó giữ đến chỗ này hơn 10 đến sau 10 rưỡi thì anh chị sẽ canh long ở những cái vùng nếu nó tích lũy ở đây quanh vùng 70 hoặc trên 70 đấy thì sẽ canh long. Ok, thứ hai là thế giới xấu thì hôm nay tạo gap về đây. Về đây thì nói chung đoạn này thì phải theo dõi, nếu về đây thì cái bản nó xấu thì nó quay lại tạo gap về đây. Thì sẽ canh. Nói chung là phái sinh thì phải đợi đợi. Thứ nhất là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi ở thế giới đâu đó vào 30 đến 45 phút đầu. Đây là anh chị lưu ý nhé. Thì nếu ngày mai nếu kịch bản nó đúng như vậy thì mình sẽ làm theo thôi. Còn đoạn này đang hỗ trợ này. Hỗ trợ khá tốt vùng này. Đây. Biên biên này, biên sideways. Nên là cái này sẽ chủ động. Còn anh chị nào muốn nhận lệnh trực tiếp trong phiên thì sẽ add Zalo của em nhé, số 0945837263, thì có em sẽ add vào Zoom tư vấn để hỗ trợ anh chị. Còn anh chị nào muốn tìm hiểu phái sinh thì cũng mạnh dạn kết bạn Zalo của em sẽ hướng dẫn anh chị. Thì video của em thì đến đây cũng kết thúc. Thì hẹn anh chị vào các video lần sau. Tạm biệt anh chị. Chúc anh chị buổi tối tốt lành.